Tại vì á, em cũng ở đây là nói với chị Ly Sa Vũ á, là mình nói là mình phải nói về tình về lý, nói cái gì nó Đúng rồi. cho nó là nó phải phải trái, nó phải rất là rõ ràng để người ta nghe, để mà người ta cảm thấy là à, cái điều mình nhận xét nó đúng đắn. Đúng Nếu rồi. mà anh chị ở sống ở Mỹ một thời gian mà có trình độ, có tiếng Anh đồ đầy đủ, về Việt Nam làm một tháng lương 20-30 triệu vẫn là bình thường. Ừ. Mình có mình mua một cái căn hộ mình sống, và mình sống một cuộc sống rất là bình yên, rất là bình thường. Còn những cái người mà người ta có điều kiện về kinh tế, người ta về Việt Nam người ta mua nhà, người ta đầu tư kinh doanh bất động sản thì người ta vẫn giàu có bình thường thôi. Như em nãy lúc nãy có chia sẻ đó, mua một căn nhà Ừ. cỡ chừng 2-3 tỷ, ở ngoài có thể là ngoại thành thôi, nhưng mà mình cho thuê được 4-5 năm, cái nhà đó là cũng của mình chứ không có ai lấy của mình hết. Quan trọng Đúng là rồi. mình kiểm soát nó như thế nào thôi. Và ví dụ như 4-5 năm sau mà mình cảm thấy là bây giờ cái nhà mình nó cái giá trị nó đã vượt xa xa so với cái số tiền mình bỏ ra rồi, bây giờ mình mua 2-3 tỷ, bây giờ mình bán được 4-5 tỷ, 5-6 tỷ thì mình cần thì mình bán thôi. Cái Thì đó đó. cũng là một cái đó là cũng là một cái cách để cho người ta kinh doanh ở tại quê nhà, và hỏi vì sao mà tại sao hôm nay mà văn nghệ sĩ cũng như là dân dân hay kiều bào mà về Việt Nam rất là nhiều. Tại vì á, không phải là họ nhìn qua những cái gì mà cái bọn ba que họ nói là Việt Nam nghèo khổ này kia nọ. Tất nhiên cái việc mà nghèo khổ á là đất nước nào cũng có, bên Mỹ homeless cũng đầy, tất cả mọi Đúng người là rồi. có thể là thấy rõ ha, chứ không phải riêng về Việt Nam. Mà trong khi đó bên Mỹ nó phát triển cho hơn Việt Nam mình hơn mấy trăm năm, còn Việt Nam mình bom đạn biết bao nhiêu năm, thì cái đất Việt Nam mình á đang là cái đất nước phát triển. Đâm ra cái việc mà giàu nghèo ở mỗi số phận con người nó sẽ khác nhau, chứ không chúng ta không thể nào mà chúng ta đem cái số phận người này mà chúng ta so sánh với số phận người kia rồi chúng ta đánh đồng là do mấy ông cộng sản được hết á. Giống như hồi trước thì em không có, em cũng nghèo, em đi xe đạp, em ở nhà tranh nhà chòi, bây giờ em ở nhà lầu và em đi xe tay ga hoặc đi xe hơi, tối em ngủ máy Thế thì lạnh được hoặc gì là em ai? sử dụng nó Đúng đó. rồi. Thì cái đó là cái mà mình phải phải nhìn nhận lại là những ông cộng sản ông đã làm cái gì cho mình, Đúng rồi. phải không ạ? Nên chúng Đúng ta rồi. không thể nào mà cứ, tại vì cái đầu óc của cái bọn mà ba que nói chung mà chống cộng cực đoan đó, thì em thấy rất là rõ như thế này: họ luôn nói ra những cái vấn đề tiêu cực ở Việt Nam, những cái vấn đề không tốt, tại vì họ sợ là kiều bào sẽ đi về Việt Nam. Các anh Đúng. chị hiểu không? Họ sợ về Việt Nam là họ cứ cố gắng, là họ cứ nhồi nhét những cái gì mà nó gọi là xấu xa bị ổi nhất trong cái tư tưởng của họ đến cho những cái người mà đang sinh sống ở Mỹ, mà nhất là những người lớn tuổi, để mà họ 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 nghe những cái lời đó và họ thành lên cái bản chất của họ luôn. Có nghĩa là họ thù, họ họ ghét cộng sản, họ thù đất nước Việt Nam, họ thù đồng bào nhân dân Việt Nam, nhưng mà họ không có hiểu, không có cho mình một cái cơ hội để tìm hiểu, để mà họ biết cái gì đúng cái gì sai. Và em thấy là cũng có coi một cái clip, thì cái bác đó cũng lớn tuổi rồi, bác đi từ năm 75, mà hôm nay là bác mới về Việt Nam một lần đầu tiên, thì bác thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của bác. Tại vì bên đây bên 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 Mỹ là bác chỉ nghe những cái lời mà những cái trang báo đài, những cái Đúng lời mà nói chung là không tốt về Việt Nam thôi. Thì rồi. bạn của bác ở Việt Nam á mới khuyên bác một lần thôi ạ. À, bây giờ là cũng lớn tuổi rồi, cứ về Việt Nam một lần, về thử một lần đi, mình đừng có nghe ai hết á, mình hãy nghe cái lương tri của người Việt Nam mình, nghe cái lương tâm và cái lý trí của người Việt Nam của mình rồi hãy nhận xét. Thì khi bác ấy về á thì em thấy là có phỏng vấn ở trên trên một cái đài mà đừng đăng lên YouTube luôn á, chị Ly Sa Vũ, thì bác thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của bác. Đúng Thì rồi. đó là cái cách mà bây giờ cũng không có cần là những cái người đó là người ta phải là làm cái gì cho đất nước, nhưng mà chỉ cần là người ta có một cái suy nghĩ tích cực về đất nước là đủ rồi. Là Đúng đối với rồi. người dân Việt Nam là cũng cảm giác ấm lòng rồi, tại vì mỗi lần mà nghe những cái kiều bào, những cái người mà xa quê hương mà người ta nói những cái lời rất là tích cực, rất là chân thành với quê hương, thì thật sự em rất là ấm lòng. Và đó là lý do mà em luôn ngưỡng mộ cái cách của chị Lisa Vũ khi mỗi lần lên lên diễn đàn để mà chia sẻ đó. Vâng, Tại cảm vì sao? ơn tại em. vì tại tại vì mình cũng là một người sống có rất là có tích cực, không ai mà sống mà có cái sự muốn là cái sự thù ghét hay là chiến tranh, hay là con người ta dẫm đạp, người ta tàn sát nhau, thì bản thân người Việt Nam cũng như vậy thôi.
những người mà Đúng người ta rồi. sống mà người ta có cái tư tưởng mà thù ghét, người ta muốn cái tư tưởng mà muốn giết chóc nhau, là những cái người đó người ta sống rất là ích kỷ. Và cái ích kỷ nó đã nó là cái thuộc là cái bản năng và cái trong con người của họ rồi. Họ chỉ sống, họ bộc lộ cái bản năng của họ ra thôi, chứ họ họ không có dùng cái suy nghĩ của họ để họ hiểu được cái vấn đề là cái gì đúng cái gì sai, cái gì mình nên làm và cái gì mình nên ngừng lại. Đó là lý do mà 43 năm nay á, thì em thấy là cái bọn chống cộng cực đoan á, thì chị Lisa Vũ thấy rất là rõ, khi mà Mỹ chiến tranh ở Việt Nam mình á, thì người ta dùng thế lực và người ta dùng tiền để người ta chia rẽ đất nước Việt Nam, và người ta muốn là Việt Nam tàn sát nhau. Thì sau 43 năm nay thì cái kế sách đó, thì cái lũ phản động, cái lũ chống cộng cực đoan nó cũng vẫn dùng cho đối Việt Nam mình. Và giờ nó muốn, tại vì nó đâu có về Việt Nam thì nó làm được cái gì đâu chị Lisa Vũ ạ. À, nó chỉ muốn Đúng dùng rồi. tiền, nó chỉ muốn dùng tiền và nó mua chuộc những cái người dân trong nước, mà những cái người đó bây giờ không có chịu đi làm, nói thẳng ra là không chịu đi làm, cứ là tìm những cái gì mà gọi là chưa có hoàn thiện, chưa có được tốt đẹp của người dân Việt Nam á, thì họ lại làm cái lý do để mà họ muốn truyền đạt lại cho những cái người ở bên hải ngoại á, những cho người chống cộng cực đoan á, để người ta lấy cái lý do để người ta xuyên tạc. Xuyên tạc để làm cái gì? Để mà đi biểu tình, đi chống đối, để mà chi? Để hai bên đều có lợi hết, ở trong nước cũng có lợi mà ở ngoài nước cũng có lợi luôn. Như là chị Lisa Vũ nói á, mỗi lần mà có một cái việc gì đó mà diễn ra trong 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 nước Việt Nam mình á, là cứ là kêu người ta đi quyên góp tiền, đi quyên tơ góp cái này góp cái nọ, mà cứ xoay quanh là mấy cái bao nhiêu chuyện đó, không có gì gọi là khác nhau hết á. Nhưng mà cái quan trọng là ở đây bày, quan trọng là cái thế này, mình quyên góp được 10.000 thì mình gửi về chỉ có 1.000 thôi, rồi mình lấy là chín chín ngàn á, mình bên đây mình chia chác, mình phân chia nhau không đều, rồi mình chửi rủa nhau, rồi mình giành giật nhau, rồi nhiều khi rồi người này giữ rồi người kia không có, rồi người đó trốn, rồi nói chung là chửi rồi đấu tố nhau đủ thứ. Và với cái vấn đề đó là rất là rõ ràng và mọi người ai cũng đều thấy hết, thì ở Việt Nam cũng như vậy đó chị Lisa Vũ ạ. À, người ta nhận được một 10.000 phải không, là 20 triệu, là thay vì Đúng chia không? đều ra thì bây giờ chị bỏ ra chừng 2-3 triệu thôi, còn bao nhiêu là cái người mà được nhận người ta lấy hết, rồi lại tiếp tục đấu tố nhau như vậy nữa. Cái đó là những cái việc vô nghĩa, thì khi mà nó là vô nghĩa nó không phải là chính nghĩa, chị Lisa Vũ thấy rõ ràng không ạ? À, mà khi mà nó Đúng đã không? vô khi mà đã là khi mà nó đã là cái việc không chính nghĩa mà nó liên quan tới tiền bạc thì cho chẳng ai ủng hộ hết á, nó không Đến chính thì nó cũng sẽ là tà thôi. Dạ. anh đến anh chị em ruột thịt với nhau mà động vào tiền bạc mà còn chém chết nhau, chứ đừng nói gì ba cái cộng đồng. Ba cái đấy nó chỉ là kinh doanh chính trị thôi, chứ thực tế ra nó quyên góp cho ai, tại vì nó vẫn lên trên đài á, nó nói là đừng có gửi tiền về cho cộng sản đó. Cho nên mỗi lần Nisa thấy người ta đi quyên góp, mà Nisa gặp có người nào ấy, Nisa vạch ra cho người ta biết, lúc đấy người ta mới ngớ người á. Nisa nói là từ xưa đến nay cái cộng đồng này ấy, nó cứ nói là đừng gửi tiền về cho cộng sản, trong khi ấy, bố mẹ người ta ở Việt Nam người ta gửi tiền về thì nó lại bảo người ta đừng gửi về. Thế mà bây giờ á, chúng nó lại còn đi quyên góp của các người, xong rồi nó đại nhạc hội này đại nhạc hội kia, xong rồi nó bảo là quyên góp cho người nghèo ở Việt Nam, rồi quyên góp cho người lũ lụt ở Việt Nam, rồi nó cứ mở đại nhạc hội ra nó quyên góp. Vậy thì các người gửi về cho ai? Thế có phải chúng nó lừa đảo không? Rõ ràng chúng nó lừa đảo các người chưa? À, một mặt thì nó bảo là đừng gửi về tiền về cho bố mẹ người ta, thì nó bảo là đừng gửi về cho cộng sản. Xong mặt khác thì nó lại kêu các người ủng hộ cho những người nghèo Việt Nam. Thế có phải rõ ràng là lừa đảo không? Mà là tại sao mà cứ quyên góp cho nó làm gì không? Đó. Thế sao vẫn nói mình, nhiều người người ta cũng gật gù, người ta bảo đúng rồi đấy. Đấy. Nhưng mà có những người, nhưng người ta cũng chỉ có nghĩ rằng người ta đi chơi thôi, đi xem đại nhạc hội, đi cho nó vui thôi. Cho nên là cái đó người ta đi nhưng mà là quyên góp đấy. Là tại vì nó đi để mà ủng hộ cho cái bọn nó làm ăn chính trị mà. Thế cho nên là những cái người ở ngoại này nó lừa người ta một cách rất là tinh vi, hoặc là nó xem những cái người nào cũng có lòng, cũng có tâm muốn giúp người nghèo ấy. Mới đầu ấy nó chưa nói người ta vào chống cộng đâu,
nó chỉ nói người ta là đi quyên góp rồi đi giúp đỡ cho những người nghèo Việt Nam thôi. Rồi những cái người đấy nghe lời chúng nó quay về Việt Nam quyên góp chẳng hạn như thế, nhưng mà vô tình đã đi vào trong một cái tổ chức của chúng nó mà chính cái người đó người ta không biết đó. Cho nên đi xả mới nói những người hải ngoại phải lên cẩn thận, đừng có nghĩ là mình làm những cái chuyện đấy là mình giúp đỡ. Thực tâm có những người người ta thực lòng người ta nghĩ rằng người ta giúp đỡ cho người nghèo, nhưng mà thực tế người ta đã bị cái bọn chống cộng nó lợi dụng. Các bạn hiểu không? Khi mà đi về Việt Nam làm một cái chuyện gì đó bị nhà nước cản trở thì chúng nó bắt đầu sâu vào, bắt đầu lên án là này người này cộng sản thế này, người cộng sản thế kia. Nhưng mà thực chất có thể cái người người ta về người ta làm từ thiện đấy, người ta hoàn toàn là từ thiện, nhưng mà bị cái bọn đằng sau lưng nó lợi dụng. Cho nên người ta bị vào một cái tổ chức mà chính bản thân người ta không biết. Đó, chẳng hạn như là Lisa lấy ví dụ có một lần nó có những người ta kêu Lisa tới là để quyên góp cái này cái kia, nhưng mà Lisa nói Lisa chỉ cho tiền với cái tư cách là Lisa người ta mời Lisa tới ăn về nhà giống như là liên hoan về mua nhà mới thôi. Còn họ nói là đừng có mua cái gì đến tặng hết mà hãy tặng bằng tiền để giúp đỡ cho người ở Việt Nam. Lisa nói nếu mà muốn muốn giúp ấy, thì tự tay bỏ vào đi. Còn cái tiền này ấy, là tiền Lisa mừng cho cái người bạn đấy có nhà mới. Còn Lisa không có bỏ tiền vào cái thùng đó. Còn thích bỏ thì bỏ vào đi. Nhưng mà thực tế với cái tư cách chúng nó nói là đi giúp đỡ cho người nghèo, cho cái nhà thờ nào đó. Nhưng mà thực tế cái bọn đấy nó là tổ chức chống cộng, nó quyên góp tiền để chống cộng, nhưng mà nó không nói cho người ta biết. Người ta vô tình người ta đóng góp vào, vô tình là tiếp tay cho bọn chúng nó, mà chính bản thân những cái người đấy người ta hoàn toàn không biết gì hết đó. Nhưng mà với cái con mắt của chị á, thì chị nhìn ra ngay cái bọn ấy nó đang làm cái gì đó, nhìn ra ngay. Cho nên Lisa, người ta mời Lisa tới ok tới, nhưng mà không có đi về luôn, chỉ đưa tiền mừng thôi xong đi về, không có tham gia cái tổ chức đó. Mà tại vì người người đó là bạn mình, mời mình đến nhà ăn mừng nhà mới thì mình đến mình ok mình mừng cho thôi, nhưng mà mình không có bỏ tiền vào cái hộp đấy. Và chị muốn á chị tự bỏ đi đấy. Cho nên những cái người đấy nhiều nhiều khi người ta vô tình nhưng mà người ta lại bị vào trong cái tổ chức đấy làm như vậy. Cho nên những cái người nghe thấy Nisa nói ngày hôm nay ấy, hãy suy nghĩ và hãy nhìn nhận cho thực tế, đừng để mình bị vào một cái bẫy lừa đảo về về nhân đạo hay như cái gì quyên góp gì đó, hãy tỉnh táo lên. Đó, đó là những cái người lời Lisa nhắn gửi, kể cả ở Việt Nam cũng vậy, chúng nó rất là tinh vi. Các bạn hiểu không? Chúng nó gạ gẫm người ta rất tinh vi, nó không nói người ta đi chống cộng đâu, nó nói người ta đi quyên góp cho người nghèo, cho người khổ ở Việt Nam. Thì hầu như người Việt Nam thì ai cũng có cái tình thương thôi, đúng không? Cho nên là dễ bị xa bẫy cái bọn mắt dạy đó. Hôm hôm trước thì hôm trước em cũng có kể về cái chuyện này rồi, thì em đọc em cũng muốn chia sẻ lại với chị Lisa Vũ với mọi người trong diễn đàn, thì đọc thì cũng thấy cũng buồn cười. Một cái người đó đó nhắn tin chửi cái lũ mà bao que đó chị, mà kêu là quyên góp tiền để mà về biểu tình tại Việt Nam. Thì cái người đó người ta rất là bức xúc, người ta chửi á, là năm nào tụi bay cũng kêu tao á, là sẽ lật đổ được đội Đảng Cộng sản Việt Nam, năm nào cũng bắt 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 tụi tao cũng phải đóng tiền, nếu mà không lật đổ được Đảng Cộng sản Việt Nam á thì tụi bay sẽ trả tiền lại cho tao. 743 năm nay của tao bao bao nhiêu tiền rồi, rồi khi nào tụi bay trả lại cho tao? Chửi quá trời chửi luôn, chửi nói tụi bay là một cái lũ bịp bợm, tụi bay là cái lũ mà chỉ biết là ăn trên đồng tiền xương máu của kiều bào, họ làm cực khổ như một con trâu một con bò, mà tụi bay chỉ biết là vặn vẹo, tụi bay chỉ biết tìm cách, tụi bay chỉ biết là lợi dụng cái sự mà khờ dại mụ mị của họ để mà tối ngày cứ là
đi quyên vào góp nhà để là mà dạ em cứ nói đi, dạ em thì cứ nói đi em. đọc đọc thì cũng mắc cười, thấy cũng mắc cười, cũng buồn cười, nhưng mà thật sự ra người ta nói cũng rất là đúng. Tại vì á, cái việc mà cái bọn mà chống cộng cực đoan á, làm theo mọi người thấy á, nhìn thấy, thậm chí những cái người mà bên đang ở nước ngoài á, là cái đó là cái công việc của họ, cái công cụ của họ, cái cách mà để họ kiếm, họ tìm ra tiền. Và bây Đúng giờ rồi. họ đang muốn dùng cái việc này á, họ muốn là nhồi nhét trong đầu cũng những người Việt Nam, và họ tiếp tục làm cho những người Việt Nam trong nước mình á, là cũng là xem cái đó là một cái công cụ để kiếm tiền cho họ, mà rõ ràng là như Đúng vậy. Bây giờ nói chị Ly Tà Vũ và với mọi người nghe một chút xíu nữa, khi mà nói chuyện là mình phải nói về tình về lý để mà mình nhận xét cho nó đúng đắn. Thì bất cứ một cái xã hội nào, một đất nước nào, nói chung là cũng có những cái vấn đề bất cập, những vấn đề mình không mong muốn và những vấn đề tiêu cực diễn ra, chứ không có một cái đất nước nào gọi là hoàn hảo hết á. Ở đâu em cứ cũng nói vậy, đi, Việt Nam. Dạ. sorry Dạ. Ở đâu cũng vậy hết á mọi người ạ. À. Ở đâu cũng vậy hết. Tuy nhiên, mọi người hãy nhìn những cái điều tốt đẹp, những cái điều tích cực mà cuộc sống mang lại cho người dân Việt Nam. Còn những cái vấn đề mà tiêu cực á, thì tất cả mọi người chúng ta, ngay cả bản thân của em mà khi mà lên tiếng này, thì em cũng chưa chắc gì là một cái người mà hoàn thiện tuyệt đối, chưa có phải là một người mà tốt đẹp thật sự tuyệt đối. Thì trong bộ phận đảng hoặc là trong người dân chúng ta thì cũng chưa có phải là thật sự là hoàn hảo lắm. Thì tất nhiên là có những cái việc mà mình không mong muốn sẽ diễn ra, có những cái vấn đề tiêu cực sẽ diễn ra, nhưng mà sau đó nó diễn ra rồi nó sẽ có một cái kết quả như thế nào, thì các anh chị cũng biết, nếu mà cũng theo dõi những cái bài báo trong Việt Nam mình, thì cũng biết là những cái vụ mà tham nhũng hoặc là những cái vụ mà đất đai này kia nọ đó, thì người ta cũng đã đưa ra ánh sáng, và những cái người mà tham gia trực tiếp thì người ta cũng đã đền tội, người ta bị tịch thu tài sản, người ta bị ở tù, và cái vấn đề đất đai thì cũng đã được giải quyết rất là thỏa đáng. Thì cái vấn đề là cái vấn đề mình sẽ nói theo cái việc là đúng sai rõ ràng. Sai là sai mà đúng là đúng. Bất cứ một cái xã hội nào cũng không có cái sự hoàn hảo tuyệt đối hết á. Thì cái đó là cái mình phải nhìn nhận. Chứ không phải là mình cứ nhìn những cái mặt tiêu cực, những cái mặt mà người ta chưa có hoàn thiện, để mà mình đánh đồng là đất nước Việt Nam là thế này thế nọ. Trong khi miệng thì nói yêu nước yêu dân, mà lúc nào cũng muốn hại nước hại dân hết. Lúc nào cũng cũng có một cái suy nghĩ là muốn Việt Nam chiến tranh. Lúc nào cũng muốn là dùng người dân để mà tàn sát người dân, để mà lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam, để mà về thay thay Cộng sản Việt Nam để mà cai trị. Thì các bạn thấy đi, bên Mỹ 7 người là 7 cái đảng, 8 người là 8 cái đảng, chửi rủa nhau như như chó với mèo, không học hành, không tri thức, không có một cái gì hết, mà suốt ngày là đòi về Việt Nam để mà dùng cái bạo lực, dùng cái sự mà khát máu ra để mà đòi cai trị Việt Nam. Thì nếu mà những cái người đó mà thực sự họ cai trị được nước Việt Nam thì chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta có thật sự sung sướng khi mà chúng ta sống dưới cái chế độ của họ hay là không? Mình sống á, là mình phải biết phân biệt được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì lẽ phải, là cái gì mà là cái sự sai trái. Và cái quan trọng là cái nhận thức ở mọi người. Nước Việt Nam mình á, cái ý thức và cái nhận thức của người Việt Nam còn rất là kém. Cái đó là chúng ta không thể, cái đó là chúng ta không thể nào mà chúng ta phủ nhận được hết á. Chính vì cái ý thức kém, cái nhận thức kém, nên nó không bao giờ nó làm được một cuộc sống nó văn minh được á. Mà lúc nào cũng nhìn qua Mỹ để mà bắt cái đất nước văn minh, mà trong khi đó ý thức, nhận thức của một số người dân người ta lại không có. Thì làm sao mà để làm cho đất nước nó văn minh được? Giống như vậy này, rõ ràng là một đất nước văn minh, khi mà Will Nguyễn á, về Việt Nam để mà quậy phá, để mà làm biểu cuộc biểu tình á, tất cả những cái người Mỹ không có người nào đứng đứng về Will Nguyễn Nguyễn hết. Họ không có cổ xí, không có họ không bao giờ họ ủng hộ cho cái việc mà cái đó là một cái việc rất là sai lầm của Will Nguyễn. Họ nói rất là những cái lời lẽ mình cảm nghe cảm giác đúng là một cái đất nước văn minh. Tuy nhiên,
cái bọn chống cộng cực đoan, cái bọn mà bao que phản động á, thì bọn chúng cứ lại ủng hộ cho Will Nguyễn. Cái đó là cái mọi người nhìn thấy rõ, rất rõ ràng là bọn chúng luôn ủng hộ cho cái sai, cái không đúng. Bọn chúng luôn ủng hộ cho những cái phường mà ăn không ngồi rồi, đầu trộm đuôi cướp nghiện ngập của Việt Nam, để mà đứng lên chống phá Việt Nam, mà trong mắt của bọn chúng lại là những người anh hùng. Thì thì cái khi mà mình sống mình có cái suy nghĩ tiêu cực á, thì mình nhìn ai cũng xấu hết á. Và bản thân của những người chống cộng cực đó là như vậy, họ không nhìn được những cái mặt tốt của thiên hạ, mà họ chỉ nhìn được những cái mặt xấu giống như là bản chất của họ thôi. Có nghĩa là khi bản chất của họ nó như thế nào thì họ nghĩ người ta cũng như vậy. Và rõ ràng luôn, mình thấy rất là rõ, họ nói tất cả những cái gì mà bên trong nước, hoặc là nói những cái gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam, thì thực sự ra họ nói chính bản thân của họ thôi, nó không có sai một chút xíu nào hết. Việc trắng nói thành đen, việc không nói có, rồi cắt ghép ngụy tạo, rồi xuyên tạc đủ thứ hết. Mà trong khi đó Việt Nam mình á, họ đâu có phải mà đi thanh minh đâu. Bây giờ nếu mà có tội thì họ bắt thôi, cái đó là cái Đúng chuyện rồi. rõ ràng, cái chuyện đương nhiên rồi, chứ họ đâu có cần phải lên tiếng để họ thanh minh. Tại vì thật sự ra những cái lũ mà phản động, mà những cái lũ ba que, họ không có đủ tư cách để mà họ nói chuyện với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại vì người ta là một cái hệ thống chính trị, một cái hệ thống của đất nước, và người ta có cái sự tôn ti trật tự, và người ta có cái luật pháp của đất nước Việt Nam rồi, chứ không phải là một cái bọn mà ăn càn nói bậy, nói sai sự thật, nói không đúng, chuyện có thành không, nói không thành có. Và nói chung là những cái điều mà thật sự là nếu mà mọi người quan tâm á, mọi người cảm thấy rất là bức xúc, rất vô cùng bức xúc. Giống như là chị Ly Xà Phủ, hoặc là anh Lợi Minh, hoặc là những hay ngay ngay cả chú Cầm Nguyễn cũng vậy. Chú là một cái người mà chú là tham gia đi lính Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đến bây giờ thì chú cũng có cái nhìn rất là tích cực về quê hương. Cái gì đúng là đúng, và cái gì sai là sai. Cái gì mà chú cảm thấy là những cái bọn kia nó nói không đúng sự thật là chú phản biện, chú chửi ngay lập tức. Cái đó là những cái người mà người ta chứ rất là chân chính. Và dĩ nhiên là những cái người đó mình rất là cái tiếng nói của họ, để họ lên tiếng, để mà họ đánh 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 vào cái tư tưởng, những cái suy nghĩ mà người ta còn đang còn rất là mộng mộng mị, người ta còn rất là mơ hồ, và thậm chí là người ta đang mơ mộng. Tại vì đa phần á, ở đây thì chia sẻ với chị là Lisa Vũ luôn, những cái người mà người ta bị tác động ở ở ở ở Việt Nam á, là người ta có cái mộng gì chị biết không? Được đi qua Sao? Mỹ. Đúng Cái rồi. bọn đó là nó chia sẻ, là nó nói là khi nào mà mày bị Việt Nam bắt đi thì tao sẽ tìm cách là nhờ chính phủ Mỹ rồi qua đây can thiệp, rồi sau đó tù lương tâm này kia nọ, rồi ta sẽ là rước mày qua Mỹ. Đó, cái cách đó là cái cách mà người ta tin á. Chị biết xong người ta mơ mộng. Mà hỏi chị này, Đó. bây giờ một cái người Việt Nam, người ta sống, người ta có một mức lương 4 5 triệu, người ta đủ sống rồi. Người ta không có than vang kêu ca gì hết á. Nhưng mà những cái người mà ăn không ngồi rồi, người ta lại kêu ca là nói là cuộc sống bất công này cho họ. Tại vì sao? Tại vì không chịu làm những cái việc mà xã hội người ta không chấp nhận, xã hội người ta ruồng bỏ, không thừa nhận, thì lúc đó lại có cái cách nhìn tiêu cực với cuộc sống. Và là tại sao? Cuối cùng á, là lại nghe theo cái lũ mà ba que phản động. Mày làm đi, mày làm cho tao đi, về trước mắt tao cho mày tiền là tao đã tốt với mày rồi này. Khi nào mà công an, cảnh sát Việt Nam có bắt mày á, mày vô tù á, tao nhờ chính phủ Mỹ nó can thiệp và rước mày qua Mỹ, xem mày là tù lương tâm này kia nọ. Nó bây giờ đó, vừa thằng Will Nguyễn á, nhà nước nè, nhà nước chính phủ Mỹ nào mà qua cứu nó. Tại vì rõ Chị ràng, có tại vì rõ dạ chị nói đi ạ. À? đôi lời về cái vụ mà bảo lãnh qua Mỹ này như thế này này. Đấy, những cái người rất là nhiều người hiện bây giờ đang đi tù ở trong tù đang bị đi tù đấy ở Việt Nam đấy. Đã có bao nhiêu người nó bảo lãnh được cho qua Mỹ chưa? Cũng có. Chẳng hạn như thằng gì nhỉ? Việt Hà Khang, Việt Huy, Khang, Hà Vũ, Việt Việt Khang. Việt Khang, rồi ba bốn thằng gì đó, ba bốn đứa gì đó, từ mấy chục năm nay chống cộng, hình như nghe đâu chưa được chục đứa, đếm trên đầu ngón tay. Nhưng khi sang được đến đấy thì làm gì? Nó chỉ lợi dụng được vào mấy cái tuần đầu á, là nó mở đại nhạc hội, rồi nó cho thằng này đi ra nói rồi này kia các thứ, giống như thằng Cù Huy, Hà Vũ mới lại thằng Điếu Cày đấy, đi ra nói được vài lần, mỗi lần ra có khi nó cho được trăm hơn trăm.
Thế xong rồi đến bây giờ làm cái gì để sống? Ví dụ như ở Việt Nam ấy, nó phải là cái dạng, nó phải là có một cái gì đó thì nó mới được bảo lãnh đi qua Mỹ như thế. Thế nó ở Việt Nam nó xưng hùng xưng bá, nó này kia các thứ, nó cũng đại khái nó cũng nổi tiếng gì. Đến khi sang Mỹ tiếng tăm thì không biết, công việc thì không phải việc gì cũng dám làm, cũng làm được. Tại vì chúng nó tự cao tự đại quá rồi, đến đến bây giờ sang Mỹ nó có chịu đi làm rửa chân rồi đi bóp chân bóp này đó bóp kia không? Rồi đến cái lúc mới cái bọn chống cộng á nó không thuê bọn này đi diễn thuyết nữa thì làm cái gì để sống, đúng không? Đó, các em cũng nhìn thấy rõ ràng sự việc là như thế. Đến bây giờ cái bọn đấy làm gì, như cái bà gì luật sư cái gì Bùi Bùi cái gì đó, luật sư gì á chị quên mất rồi, bây giờ đi nhặt ống bơ á. Đâu phải nó hết cái, nó cho được một thời gian, nó viện trợ cho một tí rồi đến cái lúc rồi cũng phải đi kiếm công an việc làm cái gì để sống, có liệu có tiền để mà mua nhà không đó đó. Hãy hãy nhìn thấy cái gương đấy, bây giờ ấy, sang đấy ấy, như là một lũ nụ ăn mày ở bên đấy ấy. Có khác gì đâu đó. Đấy, em nói Như ngay từ lúc đầu thì cũng có chia sẻ với mọi người á, thì ở đâu chúng ta cũng sống, ở đâu chúng ta cũng phải làm hết á. Và cũng ngay chia sẻ ngay từ lúc đầu là bên Mỹ làm tiền nhiều thì mình xài nhiều, bên Việt đúng Nam mình rồi. xài làm ít thì mình xài ít. Nhưng mà dù sao Việt Nam cũng là quê cha đất mẹ của mình, có nhà có cửa thì nó cũng đỡ hơn là bây giờ qua Mỹ lại là lang thang lứ thứ. Không 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 biết tiếng, cũng không có trình độ, không, nói chung là không có một cái gì hết, mà ở trong khi đó cứ nhìn Mỹ và cứ đòi hỏi. Nói chung là người dân Việt Nam chỉ có nhìn và đòi hỏi, mơ mộng đòi hỏi, chứ họ không bao giờ họ ý thức được là họ cần phải làm cái gì. Tại sao họ ngay từ lúc lúc đầu họ không nghĩ là họ sẽ cố gắng họ học để mà họ phát triển được cái con người của họ, cái tư duy của họ, để họ làm lương cao và họ có cuộc sống tốt đẹp. Ngay từ Đúng cái rồi. bản thân của mình là mình đã không có ý thức được cái điều đó rồi, mà bây giờ khi mà cái số phận mình đã làm cho mình rơi vào cái cảnh mà thê lương mà nghèo nghèo nàn á, thì cuối cùng rồi sao? Họ chỉ thấy không? Những cái người mà vô tù là những cái người mà nó đã khổ rồi. Mà cuối cùng thì tưởng nó là vài được vài trăm ba 300.000 được 1 triệu đồng mà bao que nó thả vô họng cho ăn, là nghĩ là người ta đã tốt với mình rồi. Cuối cùng chưa nước chưa kịp trôi đã vô trong tù ngồi tiếp. Thì khổ đã lại là khổ thêm. Chứ mấy cái người mà người ta ý thức, người ta hiểu biết được, người ta có công ăn việc làm thì người ta đâu có làm những cái chuyện như vậy. Chỉ có Đúng tội rồi. á, em chỉ có tội là những cái người người ta không liên quan nhưng mà người ta bị ảnh hưởng, tại vì chỉ biết cái đợt mà biểu tình mà bạo động ở ở Việt Nam á, thì nó hai cái nước Đài Loan với Trung Quốc là hai cái nước khác nhau, mà tự nhiên bây giờ đi 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 biểu tình Trung Quốc mà cũng đi bắt, cũng dụ dỗ lôi kéo cái người dân là biểu tình là được mấy cái ông Đài Loan luôn, rồi đình công đình trệ này kia nọ. Cái đó không phải là người ta không hiểu, nhưng mà người ta cố tình người ta không hiểu, chị hiểu không? Người ta chỉ muốn là những cái nhà đầu tư của vào Việt Nam á, là người ta bỏ chạy Việt Nam hết, người ta tháo chạy hết để mà cái kinh tế Việt Nam nó suy sụp. Thì cái lũ ba que phản động nó chỉ muốn có vậy thôi, nó muốn kinh tế suy sụp, nó muốn là dân chúng không có công ăn việc làm, Làm rồi vũ tệ công. nạn, rồi chiến tranh diễn ra đó. Cái đó là cái mục đích của nó. Thì mà những chính bản thân của em này, nghe cái người em trẻ đó, thì có trong ở trong công ty có mười mới mới 19 tuổi đầu thôi, em ấy than với em rằng, em ấy nhắn tin than với em rằng đó là: anh ơi, bây giờ em buồn quá, em sợ công ty sẽ đóng cửa, và mai mốt là em cũng không có, em không biết là mình làm cái gì để mà mình có tiền mình phụ gia đình. Nghe nói là rất là xót, tại vì em mới nói là em 19 tuổi thôi, nhưng mà em phân biệt được giữa Trung Quốc với Đài Loan là hai cái nó khác nhau, chứ tại sao đi đi chống Trung Quốc mà tự nhiên mấy ông Đài Loan không có liên quan gì đâu, mà đâu có liên lụy gì đâu mà vô đốt phá công ty người ta, đình công này kia nọ, rồi giờ cuối cùng không không những cái người đó là những cái người người ta không cố tình, nhưng mà cuối cùng người ta phải chịu cái ảnh hưởng gián tiếp trực tiếp, chị hiểu không? Cuối cùng người ta đâu có được đi làm, Đúng rồi. nó chị thấy Cái không đó. bọn chị nói em nghe, cái bọn ở bên này nó đâu, chính cái bọn ở hải ngoại chúng nó đâu có biết cái gì đâu. Nó chỉ nghe mấy cái thằng kinh doanh chính trị thôi, cho nên nó mới xui người ta đi biểu tình.
Chứ còn chúng nó chính bản thân chúng nó ở đây chúng nó đâu biết gì về ở đây đâu, tiếng tăm thì không biết, ra ngoài đường thì không biết cái gì, cho nên chúng nó mới nghe lời cái bọn lãnh đạo cộng đồng thôi. Em gì chờ chút nhá, Hoàng Văn Vu à, em muốn lên lát em chờ chút nhá. Hoàng Hoàng Văn ủa Hoàng Văn Vu Hoàng Văn Vũ Vâng. Hoàng Văn Vũ hả? chị ơi. Muốn lên nói chuyện gì á? Chào.